Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu đôn tròn xếp ly đường kính 1m, cao 45, màu đỏ đun bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là màu rất chi là đẹp. Mình tiện mình làm video ảnh thì mình làm video quay cho các bạn ấy. Thì các bạn ở xa, các bạn không đến xem hàng được thì các bạn có thể trực tiếp vào cái video này các bạn xem màu sắc nhé. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn có thể chọn màu sắc cho phù hợp nhé. Đây là chất liệu băng tuyết này. Các bạn vuốt chiều này nó ra chiều này. Vuốt chiều này nó ra cái này nhé các bạn. Hàng này thì các bạn có thể đặt màu sắc và kích thước theo yêu cầu nhé. Mẫu mình đang quay là đường kính 1m, ngoài ra thì các bạn có thể đặt đường kính 80 này. Mình có sẵn đường kính 80 nữa. 35 này, 40 này. Và các bạn thích đặt size khác thì các bạn có thể inbox cho shop nhé. Bên mình có nhận đặt màu sắc và kích thước theo yêu cầu các bạn ạ. Đây, mình quay qua cho các bạn xem màu đỏ đun nhé các bạn. Thôi, mình quay qua một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì thì cứ inbox cho shop nhé. Mình cảm ơn các bạn.